Chào cả nhà. Hôm nay kể cho cả nhà câu chuyện, một câu chuyện tâm linh mà ở ngoài có thật luôn nha. Là một câu chuyện ở dưới chợ Bình Chánh á. Là cái cô này cổ tên là cô Oanh. Nhưng mà cô Oanh này là gia đình của cô đó là ở tuốt ở dưới Vĩnh Long nha. Thì cô Oanh nó mới có gia đình cũng như là cha của cổ có một người anh ở trên Bình Chánh, cho nên hồi xưa mà hay con gái lớn lên á hay đưa lên trên này để cho đi học mai, học thiêu đồ vậy đó, uống tóc để cho có nghề nghiệp. Thì người ta, gia đình người ta có con gái là ta hay cho tiền để lên đây đi học như vậy đó. Thì cô Oanh này mới được đưa lên, không có ở chung với bác mình, chỉ ở chung với cái xóm của bác mình thôi chứ không có ở chung. Thì cổ mới đi học cũng ở chợ Bình Chánh rồi lên tới Sài Gòn, cổ mới học trên đó, đi bằng xe Honda mỗi ngày vậy đó. Cổ lên trên đó cổ học mai, thì cổ lên trên đó cổ học cũng được cỡ 6-7 tháng gì đó. Thì cái gia đình mà dạy mai này nè, người ta có hai đứa con, một đứa trai và một đứa gái. Thì nói chung là hai đứa con của cái cô học mà của cô chủ mai á là cũng ngoan hiền lắm, mà không biết lý do làm sao thì mình không biết. Ở trong gia thế người ta, mình tại vì cái cô Oanh này chỉ tới đó đi học xong về, còn cái chuyện gia đình của người ta là mình đâu có biết được. Nhưng mà cô Oanh này lúc nào đi học là cũng đi sớm với người ta hết. Có một lần đó vào một cái ngày đó là cô Oanh vừa vô tới cái chỗ mai, thì cô Oanh mới đi lên lầu. Thì tại vì cái chỗ mai á, là phía dưới là nhà người ta, nhưng mà người ta dạy mai á, ở trên cái lầu lửng á đó, ta để dành riêng để ta dạy học viên trên đó. Thì cô Oanh á, vừa bước lên lầu tính là soạn ba cái đồ của mình ra để mai, cô nhìn ra phía sau á, thì cô thấy là con của bà chủ mai á thắt cổ chết hồi đời nào rồi mà gia đình của chủ nhà không có biết. Thì cô này á, cô Oanh cô la làng lên, cô nói là trời ơi, anh Thành ảnh thắt cổ rồi cô ơi, anh thắt cổ rồi. Thì nhưng mà là cô Oanh là người chứng kiến đầu tiên đó, khi mà gia đình người ta kéo lên á cũng đã thấy rồi, đưa xuống á, thì có một vài người nghe đó nói á, là cái người nào á mà thấy họ người thắt cổ đầu tiên á, phát hiện ra là cái người đó sau này cũng chết về cái nghiệp thắt cổ. Thì cô Oanh cũng nghe nói gì cô cũng sợ lắm, nhưng mà chắc nghĩ là người ta chỉ nói cho nó suông vậy thôi, chứ chắc lẽ cô không có đâu. Thì cô này á, cô Oanh nó cũng giỏi lắm, cổ mai đồ á, cổ mới học mà cổ mai áo rồi rất là đẹp. Thì cổ tự mai cho mình, mà cổ mai cho mình mặc đẹp. Thì con của người bác cổ á, cũng cái tuổi á, cũng cái lứa tuổi cũng cỡ cỡ như cổ vậy đó. Cái chị này á, mỗi lần chị đi chơi với người yêu của chị á, thì chị cũng giống như hồi xưa chứ không phải như bây giờ mà đồ đạc ai cũng có nhiều đâu. Hồi xưa đó người ta hay mượn quần áo rồi mặc chung vậy đó. Đó, cái cô này á, cô cho con của bác của chị Oanh đó, mới lại mượn của chị Oanh một cái áo, nói bữa tao thấy mày mai cái áo đẹp quá, mày cho tao mượn đi. Đó, chị Oanh vẫn cho mượn á. Thì nói ngay á, cái chị này chỉ mượn mà cũng đã mấy ngày rồi mà cũng không thấy trả, cho nên chị Oanh với nói chừng nào mặc xong rồi nhớ trả tôi cái áo bữa chị mượn nhôm đó. Thì chị em với nhau mà chị này chỉ nhắc vậy thôi, thì không biết á, lý do làm sao thì mình không biết. Thì giận hờn nhau đem cái áo lại quăng vô mặt của chị Oanh trả, làm thấy ghê quá nè. Áo nè, có một cái áo mà cũng đòi tới đòi lui, nhưng mà nó kiểu như nói là mày ở dưới thứ gì đâu, ở dưới quê lên cũng bị đặt cả chớn đó, chửi nặng đề gì đó. Thì chị em bạn gái nhau mà cũng có gây qua gây lại đôi chút gì đó. Thì cái chị mà mượn áo đó, chị chửi dữ lắm, chửi chị rủa tùm lum đó. Thứ mày chừng đó, cà chớn quá, sống quá mà không có nhiêu mà đặt hôi tanh tanh á, à, coi chừng chết yểu đó. Thì chỉ nói vậy thôi đó. Chị thì hai ngày sau á,
Thì cái chị Oanh này không biết là có buồn cái chuyện gì khác hay là không đó. Thì chị mới về cái buổi đó là buổi chiều. Nhưng mà cái xóm đó đó, thì hồi xưa mà hay có cái tình trạng mà điện buổi chiều mà nó yếu, nó hay cúp điện vậy đó. Rồi lâu lâu cái là cỡ 3-4 ngày cúp một lần, hay hoặc một tuần cúp một lần đó. Thì cái vào một cái buổi chiều đó là cái buổi chiều cái xóm đó là cái xóm cúp điện đó. Thì chị này mỗi lần mà chị thuê cái chỗ đó chị ở thì có vài em nhỏ mà giống như cái tuổi nhỏ hơn chị hay chạy qua nhà chơi lắm. Thì có một em đó đó mới hay chơi với chị cũng thân lắm. Chị mới nói là thôi mày đi mua nước đá đi, về tao làm đá chanh tao mày uống. Thì cái người này mới là đi mua nước đá, thì nói ra từ cái chỗ mà chị ở mà tới đi ra mua nước đá thì cũng đâu có bao nhiêu xa đâu. Khi mà các em này đi mua nước đá về tới nhà thì thấy cái chị này chị đã thắt cổ chết rồi. Thì mới em này hoang mang lắm, tại vì mới thấy đó tự nhiên đâu có gì đâu mà chị phải chết vậy. Cũng la làng lên, xóm giềng rồi cũng bu lại. Thì thấy vậy mới kêu gọi công an để người ta lại, người ta coi cái tình hình là chỉ nằm đó, chỉ ngồi vậy mà chỉ chết. Để khi mà treo cổ lên đó, thì người ta thấy bình thường, là tại vì thường thường mấy người thắt cổ là hay treo lên. Còn cái này chỉ quỳ xuống mà chỉ lấy mấy cọng vải mà của chị cắt áo đó. Chị may là chị lấy mấy cọng vải dư đó chị thắt cổ, mà chị chết với cái tư thế là quỳ gối chứ không phải là treo lên đó. Thì cái tình hình này nó khác lạ hơn mấy cái treo cổ khác đó. Cho nên đó, công an mới báo và đem cái thi thể chị là vô bệnh viện để coi tình hình nó như thế nào á. Thì một mặt á thì cũng tại vì biết là chị có người bác ở đây mà, cũng lại nhà báo cho người bác biết là cái chị cháu của chú này là đã mất rồi đó. Thì người ta biết thì người ta cũng báo tin về quê. Thì cha mẹ của chị Oanh mới là chạy lên đây đó, chạy lên Bình Chánh. Xong rồi từ cái chỗ Bình Chánh đó, người ta đưa cái xác này nè đi tới bệnh viện Chợ Rẫy, tại chỉ có chỗ đó là giống như nó gần gần vậy đó, đưa lên đó. Thì khi mà người ta không biết làm sao thì khám nghiệm tử thi làm sao thì mình không có rõ. Thì đưa xác chị mới xong rồi, sáng mai mới đưa xác chị về ngay chỗ của chị trọ đó, định làm đám tang cho chị. Mà chắc có lẽ người nhà là giống như không có đồng ý, hay là hoặc là giống như người ta thắc mắc cái chuyện gì thì mình không biết. Nhưng mà cái chị này chết rất là tội nghiệp, cứ đưa đi đưa về, đưa đi đưa về, mà tới nỗi hả nhìn vô mà mình không dám nhìn luôn. Tại cái mặt của chị nó giống như biến dạng luôn rồi. Còn hả bụng của chị nó bự lên còn hơn là mấy người mà có bầu mà sắp đẻ nữa đó. Thì ở xóm này người ta nói trời ơi con nhỏ này nó sình lên rồi mà nó vẫn còn chưa được liệm, rồi không biết làm sao nữa. Nhưng mà cái chị này á, chị trong cái lúc mà chị chưa liệm đó, là cái người mà lần quần ngay chỗ đó đã thấy chị rồi đó. Đó, thấy chị giống như là nói là giống như là tao á, về tao coi thử cái con này nó có lợi chỗ đám ma tao không, nếu mà nó lại là tao xì liền luôn đó. Thì cái thằng cái con nhỏ mà đi mua nước đá đó là thân á, nó thấy mà nó la làng lên đó, nó la làng lên mà nó nói là nó nghe lãng vãng cái tiếng chị nói như vậy đó. Nhưng mà mấy người đó sớm người ta cũng không có tin, mấy người đó tao không có tin. Tại người ta nói hay thấy người ta chết như vậy, cái giá bộ bài đặt bài điều á, kể gì cho mấy người này rùng rợn cho ta sợ thôi. Thì người ta chỉ nói vậy thôi chứ người thật sự người ta không có tin là cái con nhỏ mà chơi với chị Oanh mà kể ra như vậy. Đó. Nhưng á là khi mà đám tang xong rồi đó, bỏ vô hàng rồi á, có cái người mà chị em bà con, cái người mà gây lộn với chị Oanh á, có lại đám. Thì chị em chú bác với nhau thì phải lại chứ. Thì lại khi mà chị lại xong á, chị đi ra ngoài sau á, chị rửa tay gì đó thì không biết, chị thấy chị Oanh đứng ở ngoài sau á mà cái bụng nó bự lên như lúc mà đưa về, tóc tai thì rũ rượi, mà cái cổ ngay cái phần cổ nó đỏ lên mà thấy ghê lắm.
hai con mắt thì đỏ lên. Cái chị này chị mới la thất thanh lên, chị la lên chị nói trời ơi ra đây coi ra đây. Thì khi người ta mới kêu chị lên hỏi cái gì mà la dữ vậy, nói trời ơi tôi mới thấy nó đứng ở ngoài sau nè đó, mà nó cái mặt nó dữ lắm đó. Thì người ta mới nói là ôi cái gì đâu mà đám tang chưa có chôn mà cái gì mà hai ba người thấy, chắc cả nghi cái bà này chắc bà cũng linh dữ lắm đó nha đó, ta nói vậy. Nhưng mà chôn cất xong á thì ba của chị mới là đem cái bàn vong của chị đi thẳng về quê luôn chứ không có để ở đây. Nhưng mà cái phòng đó thì người ta không có cho ai thuê nữa, tại vì mới có người thắt cổ làm gì có người thuê nữa. Thì giống như người ta vẫn thấy chị hoài luôn, thấy chị về mà ngồi đít lết ở ngoài trước mà thấy ghê lắm, mặt mày thì đỏ mà tóc tai rủ rượi, bụng thì bự vậy đó, chị hết nhát người này tới nhát người kia. Còn cái chị mà con của bác của chị Oanh đó, cái chị mà gây lộn với chị đó, mượn áo đó, trời ơi chị nói chị Oanh về điếm nào cũng là đứng ngay chục cái giường của chị, chị nói biết chị sợ luôn. Chị làm về là K2, chị này chị cũng đi làm ca mà chị làm cũng hẳn dệt á, mà chị nói chị về 10 giờ chị tắm rửa là chị đã vừa vô là chị đã thấy rồi. Chị thấy chị Oanh này về báo trong giấc mơ mấy lần luôn, riết mà chị sợ luôn á. Chị nói tao về tao sẽ cho mày, là mày đối xử với tao ác quá thì tao sẽ cho mày là không bao giờ mày giống như là mày sống không bằng sống mà chết không bằng chết, mà sau này mày giống như mày khùng khùng khiền khiền luôn tao mới vừa lòng đó. Thì cái chị này chị nói chị đẹp quá mà chị đâu có tin là cái người chết mà để làm cho mình như vậy đâu đó. Bữa nay chị về chị thấy người này chị Oanh nó nhát chuyện này, mai chị Oanh nhát chuyện khác, mà chị nói viết mà chị sợ luôn, chị không có dám ngủ một mình luôn, chị chạy qua chị ngủ với má chị luôn. Nhưng mà khi chị qua với má chị vẫn thấy chị này về đứng ngoài cái đầu giường luôn, tóc tai thì rủ rượi gì đó, mà cứ nói giống như là rên than mà nói giống như tại mày mà tao mới chết vậy đó. Đó cho nên nó sẽ đi theo cái chị này hoài và không có làm cho cái chị này có chồng được luôn đó, cứ nói vậy đó. Mà ngày qua ngày thì gia đình của người ta bắt đầu để ý nha, thì sự thật luôn là cái chị này không có chồng luôn, mà sau này chị cũng giống như manh man vậy. Trời, từ cái người mà con gái mà đẹp đẽ vậy, tự nhiên cái rượu chè đồ hả, dân tình dơ dái, quen người này quen người kia mà không có ra hồn đó. Xong rồi chị về trời ơi chị làm cho cái chị này có khi uống bia rượu vô tự nói luôn, nói là mày biết làm sao mà con Oanh nó chết không, tao nó gây lộn á đó. Rồi cho nên nó buồn quá nó về nó mới thắt cổ á, chứ tại tao á chứ không phải tại ai đâu. Nó tao chửi nó, tao nói mày á, tao gủa nó, tao biết luôn nhỏ này nó không có gây lộn với ai, tại tao nó mới chết á. Cho nên á, tại vì mấy người này không biết thôi đó, nói vậy luôn, từ cái miệng chỉ khui ra cho người ta biết luôn đó. Xong rồi á, có khi á, chị ca hát chị tự xưng chỉ là con Oanh luôn, chỉ khùng khùng lên á. Rồi có người nói á, trời sự thật là má này chắc bị bà Oanh nó nhặt vô rồi nói chuyện á, là khùng vậy đó. Đó, tới bây giờ á, mà người ta vẫn thấy cái chị này có khi á, khùng mát mà á, giống như là cái chuyện tâm linh á, là có thật luôn á. Người ta nói là chị Oanh á, chết rất là linh. Đó là cái câu chuyện mà của chị Oanh thắt cổ á.